Rồi mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog. Thì thời gian vừa qua kênh của mình cũng nhận được rất là nhiều bình luận và yêu cầu mình chia sẻ lại cách làm cái món bánh bao nhân thịt. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái công thức pha bột mới để làm ra cái món bánh bao. Sau khi mình hấp ra xong thì bánh rất là trắng, bề mặt bên ngoài của bánh thì rất là láng mịn và bánh cực kỳ mềm xốp luôn. Và cách làm cái món bánh bao nhân thịt này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Cả nhà xem clip nếu thấy thích cách làm cái món bánh bao nhân thịt của mình thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem cho vui. Và cách pha bột để làm cái món bánh bao nhân thịt như thế nào thì xin mời cả nhà hãy xem clip và cùng làm chung với mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà cùng xem nguyên liệu để làm ra cái vỏ bánh bao được mềm xốp và ngon hơn. Thì đây mình có chuẩn bị là bột mì Hoa Ngọc Lan. Mình thấy cái bột mì Hoa Ngọc Lan làm ra cái bánh bao rất là ngon và vỏ bánh cực kỳ trắng luôn. Và bịch bột mì Hoa Ngọc Lan này là 500g và hôm nay mình sẽ sử dụng là 1 kg bột mì Hoa Ngọc Lan nha cả nhà. Và để cho cái vỏ bánh bao của mình có cái độ dai ngon hơn thì mình sẽ cho thêm vào là 50g bột năng nữa và 200g đường cát. Và mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng cà phê muối và một thành phần không thể thiếu để làm ra cái vỏ bánh bao được mềm xốp hơn, đó là trứng gà. Ở đây mình sẽ sử dụng là 2 quả trứng. Và mình có thêm là 40g dầu ăn. Và để làm ra cái vỏ bánh bao được thơm ngon hơn thì mình sẽ sử dụng hoàn toàn là sữa tươi có đường nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cho cái sữa tươi này vào trong cái nồi và mình sẽ nấu cho cái phần sữa tươi này nó ấm lên. Để chút nữa mình sẽ cho men vào mình kích hoạt thì cái phần men của mình nó mau nổi. Thì với 1 kg bột mì Hoa Ngọc Lan thì mình sẽ sử dụng là 600ml sữa tươi có đường. Sữa tươi thì mình cũng đã nấu nó vừa ấm rồi. Bây giờ mình sẽ cho phân nửa ra ngoài cái tô. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào là 50g đường cát. Và kế tiếp thì mình sẽ cho men nở vào trong tô sữa tươi luôn. Thì với 1 kg bột mì Hoa Ngọc Lan thì mình sẽ sử dụng là 15g men nở nha cả nhà. Mình cho men nở vào trong tô sữa tươi xong rồi thì mình sẽ quậy đều lên cho cái phần men nó hòa tan vào trong sữa tươi. Rồi mình sẽ dùng cái nắp mình đậy kín lại trong vòng 15 phút để cho men nó nổi lên nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha bột nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi có đường vào trong thau nè. Thì lúc nãy mình đã sử dụng phân nửa để kích hoạt men rồi. Phần nửa còn lại thì bây giờ mình sẽ cho vào trong thau. Kế tiếp thì mình sẽ cho dầu ăn nè. Và mình sẽ cho thêm vào là 1 muỗng cà phê muối. Thì lúc nãy mình đã sử dụng 50g đường cát để mình cho vào trong tô men mình kích hoạt rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vào trong thau là 150g đường. Mình thấy cái vỏ bánh bao mà có cái vị ngọt ngọt nó sẽ ngon hơn. Kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào là 2 cái quả trứng gà. Thì với sử dụng 1 kg bột mì thì mình sẽ sử dụng là 2 cái quả trứng gà nha cả nhà. Sau đó thì mình sẽ quậy cho cái phần trứng gà, sữa tươi và đường nó hòa quyện lại với nhau. Hỗn hợp sữa và đường thì bây giờ nó cũng đã hòa tan lại với nhau rồi nè. Mình sẽ cho bột mì Hoa Ngọc Lan vào trong thau luôn. Thì mình sẽ cho vào trong thau là 900g bột mì Hoa Ngọc Lan thôi. Mình sẽ chừa lại là 100g bột mì. Để chút nữa trong lúc mà mình nhồi bột á, mình sẽ rắc vào để mình áo bột nha. Mình cho bột mì Hoa Ngọc Lan vào xong rồi á, thì kế tiếp mình sẽ cho vào là 50g bột năng. Mình cho thêm cái bột năng vào như vậy thì cái vỏ bánh của mình nó có độ dai ngon hơn. Sau khi mà mình cho bột vào trong thau xong rồi á, thì bây giờ cái phần men của mình nó cũng đã nổi lên rồi nè. Mình sẽ cho vào trong thau bột luôn. Rồi mình sẽ trộn cho cái hỗn hợp bột và men nó đều lại với nhau như cả nhà. Bột thì mình trộn lên nó cũng đã đều lại rồi nè.
Và bây giờ thì mình sẽ cho bột ra ngoài để mình nhồi bột cho nó dễ hơn. Và trước khi mà mình cho bột qua ra ngoài như vậy á, thì mình sẽ rắc lên một ít bột mì qua ngọc lan. Sau đó thì mình sẽ cho bột ra ngoài để mình nhồi bột nha cả nhà. Lúc đầu thì cả nhà thấy cái phần bột của mình nó sẽ hơi bị nhão nè. Nhưng mà cả nhà cứ yên tâm nha, mình sẽ nhồi bột trong vòng là 30 phút thì cái bột của mình nó sẽ khô lại và không có còn dính tay nữa. Mình sẽ làm cho cái bột nó nhão như vậy á, để cho cái vỏ bánh bao của mình sau khi hấp ra xong bánh rất là mềm mại. Chứ nếu mà mình làm cái bột nó khô quá thì cái vỏ bánh của mình sau khi hấp ra xong nó sẽ bị khô như cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ rắc bột mì vào trong bột nè, sau đó thì mình sẽ nhồi bột trong vòng là 30 phút nha. Lúc đầu thì mình sẽ nhồi bột quá thì cái bột của mình nó sẽ dễ bị dính tay lắm. Thì mình cứ nhồi bột thì mình sẽ rắc cái bột mì vào như vậy nè. Thì cái bột của mình chút nữa nó sẽ khô lại từ từ. Và sau thời gian 15 phút nhồi bột thì bây giờ khối bột của mình nó rất là dẻo mịn và không có còn dính tay nữa nè. Mình cứ đẩy bột ra như vậy nè thì bề mặt bột của mình nó rất là láng mịn luôn. Và sau khi mình nhồi khoảng được 20 phút rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái công đoạn mình đập bột như vậy nè. Mình sẽ đập bột xuống và sau đó mình sẽ cuốn lại. Mình sẽ làm như vậy thì cái vỏ bánh bao của mình sau khi hấp ra xong cái vỏ bánh cực kỳ là láng mịn luôn. Thì cả nhà xem là khối bột của mình bây giờ nó cũng đã láng mịn rồi nè. Ở cái giai đoạn đập bột này nó cũng rất là nặng, nhưng mà cả nhà cố gắng mình làm một chút xíu như vậy á thì cái vỏ bánh của mình sau khi hấp ra xong nó sẽ rất là ngon. Thì cả nhà xem là khối bột của mình nó cực kỳ là láng mịn luôn. Bột bánh bao thì mình cũng đã nhồi xong rồi nè, bề mặt của khối bột nó rất là láng mịn luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho khối bột này qua bên cái thau, sau đó thì mình sẽ dùng nắp mình đậy kín lại. Và mình sẽ ủ bột trong vòng là 1 tiếng 30 phút nha cả nhà. Vì hôm nay thời tiết ở dưới nhà mình nó rất là nắng, cho nên mình sẽ ủ bột trong vòng là 1 tiếng 30 phút. Còn nếu mà ở chỗ cả nhà mà thời tiết âm u, mà thời tiết không có nắng thì mình sẽ ủ bột là 2 tiếng đồng hồ. Mình ủ bột mình đến khi nào mình thấy khối bột á nó nổi lên gấp đôi là bột của mình đã được rồi đó. Và trong thời gian chờ đợi để ủ bột thì bây giờ mình sẽ qua chuẩn bị nguyên liệu để làm cái phần nhân bánh bao. Hôm nay mình làm cái phần nhân bánh bao mình sẽ cho thêm bắp vào. Mình cho thêm bắp vào ấy, thì cái nhân bánh bao của mình có cái vị ngọt của bắp nè và có cái độ giòn nó sẽ ngon hơn. Và ở bên đây thì mình cũng có chuẩn bị thêm là củ cải đỏ nè, củ hành trắng, hành lá, củ sắn và núm mèo thì mình cũng đã cắt nhỏ ra xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt bắp nữa, là cái phần nguyên liệu rau củ thì mình cũng đã chuẩn bị xong. Hay cả nhà xem là cái dĩa rau củ của mình rất là nhiều màu sắc và rất là đẹp luôn. Nếu mà cả nhà thích ăn bắp thì mình có thể cho bắp vào trong nhân bánh bao nó sẽ rất là thơm ngon luôn. Còn nếu mà mình không thích ăn bắp thì mình khỏi cho vào trong nhân bánh bao cũng được. Và để làm ra cái phần nhân bánh bao được ngon và đậm đà hơn thì đây mình có chuẩn bị là 700g thịt nạc sai. Nếu mà cả nhà thích ăn mỡ thì mình có thể cho thêm vào cũng được. Và mình thích cái phần nhân bánh bao có cái vị ngọt ngọt thì mình sẽ cho thêm vào là 2 muỗng canh đường cát nè. Và 1 muỗng canh tiêu cho thơm. 1 muỗng canh hạt nêm. Và đây thì mình có một chén hành tím phi nè. 1 muỗng nước mắm ngon. Và đây thì mình cũng có là 1 muỗng canh dầu hành mà lúc nãy mình đã phi hành tím á,
mình sẽ cho vào trong cái phần nhân để cho nó thơm hơn. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái phần nhân bánh bao nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần thịt xay vào trong thau. Và kế tiếp thì mình sẽ cho hành tím phi vào nè. Sau đó thì mình sẽ cho hạt nêm. Rồi mình sẽ cho tiêu vào nữa. Sau đó thì mình sẽ cho đường cát vào luôn. Kế tiếp thì mình sẽ cho dầu hành vào. Và cuối cùng thì mình sẽ cho nước mắm vào luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn cho cái phần nhân này nó thấm gia vị. Nhân thịt heo thì mình cũng đã nhồi xong rồi nè. Và kế tiếp thì mình sẽ cho những cái loại rau củ mà mình vừa cắt nhỏ ra xong á, mình sẽ cho vào luôn. Ê cả nhà xem nè, cái nhân bánh bao của mình rất là nhiều màu sắc luôn, rất là đẹp. Sau khi mà mình cho những cái loại rau củ này vào trong cái phần thịt heo xong rồi á, thì mình sẽ tiếp tục mình nhồi trong vòng 10 phút nữa để cho cái phần nhân bánh bao của mình nó được dẻo lại, thì cái nhân bánh của mình nó sẽ được ngon hơn. Và sau thời gian 10 phút mình nhồi nhân bánh bao thì nó cũng đã dẻo lại rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ chia ra thành những cái viên nhân nhỏ nha. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng là 1 kg bột. Thì mình sẽ làm ra là 27 cái bánh bao. Thì bây giờ mình sẽ chia ra là 27 viên nhân. Nếu mà cả nhà thích ăn cái bánh bao nó to hơn thì mình có thể làm ra là 25 cái bánh bao. Còn nếu mà cả nhà thích ăn cái bánh bao nhỏ nhỏ thì mình 1 kg bột mình có thể làm ra là 30 cái bánh bao như cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ chia cái phần nhân bánh bao trước. Mình vo tròn cái nhân bánh bao như vậy nè. Rồi chút nữa mình sẽ cho trứng cút vào nha. Thì cả nhà xem cái nhân bánh bao mình ngon ghê chưa? Rất là nhiều màu sắc luôn. Hai mươi bảy viên nhân bánh bao thì mình cũng đã vo tròn xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ qua cho trứng cút vào trong nhân bánh bao nha. Mình sẽ vo tròn cái viên nhân bánh bao lại. Sau đó thì mình sẽ dùng ngón tay mình chẻ trong cái nhân bánh bao như vậy nè. Sau đó thì mình sẽ cho cái chiên trứng cút vào trong chiên giữa. Rồi mình sẽ gói lại, mình sẽ vo tròn lại một lần nữa. Mình làm như vậy thì cái bánh bao của mình sau khi cắt ra thì cái trứng cút nó sẽ nằm ở chính giữa của cái bánh, nó rất là đẹp. Rồi mình sẽ làm tiếp tục đến khi mà hết cái phần nhân bánh bao luôn nha cả nhà. Và sau thời gian 1 tiếng 30 phút mình ủ bột á, thì bây giờ cái khối bột bánh bao của mình nó cũng đã nổi lên rất là to và nổi lên gấp đôi rồi nè. Bề mặt của bột nó rất là láng mịn luôn. Bây giờ thì mình sẽ dùng ngón tay mình sẽ chĩa vào trong bột để cho nó bể cái bọt khí. Cái cảm giác mà mình chĩa vào trong bột nó rất là đã luôn á cả nhà. Bột nó rất là mềm mại luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho bột ra ngoài để mình nhồi lại một lần nữa nha. Thì mình cũng sẽ rắc một ít bột mì ra ngoài nè. Sau đó thì mình sẽ cho bột ra ngoài để mình nhồi lại một lần nữa.
Bây giờ thì mình sẽ cắt cái bột bánh bao ra thành những cái viên bột nhỏ như vậy. Thì cứ 1 kg bột mình sẽ cho ra là 27 cái bánh bao. Thì một khối bột nhỏ như vậy là khoảng 90g nha cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thích ăn cái bột bánh bao của mình nó nhỏ hơn thì mình có thể chia ra thành những cái viên bột nhỏ. Sau khi mà mình chia nhỏ cái bột bánh bao ra như vậy xong rồi thì bây giờ mình sẽ vo tròn cái viên bột bánh bao. Mình sẽ lận bột từ ở trên mình lận xuống như vậy nè, để cho cái bề mặt của bột nó thật là láng mịn. Rồi mình tiếp tục mình vo cho cái viên bột bánh bao nó tròn lại. Và mình sẽ làm như vậy đến khi hết bột luôn. Và sau khi mà mình vo tròn cái viên bột bánh bao xong rồi á thì mình lại tiếp tục mình ủ vô cái bột bánh bao này thêm 20 phút nữa, để cho cái bột nó nở, rồi bắt đầu mình sẽ cán bánh nha. Và sau thời gian 20 phút mình ủ bột lần thứ hai á thì bây giờ cái bột của mình nó cũng đã nổi to lên rồi nè. Và mình sẽ lấy cái viên bột đầu tiên để mình cán bánh nha. Mình sẽ cán cho cái mép bột bên ngoài nó mỏng ra thì chút nữa mình sẽ gói bánh nó dễ hơn. Bột thì mình cán mỏng ra như vậy xong rồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho cái viên nhân vào. Kế tiếp thì mình sẽ gấp hai cái mép bột lại với nhau, rồi mình sẽ bóp cho thật là chặt. Và sau đó thì mình sẽ gấp cái mép bánh bao lại và mình sẽ bóp cho thật là chặt. Thì cả nhà xem là bánh bao của mình đã được 4 cánh rồi. Và mình lại tiếp tục mình sẽ gấp bột để làm ra những cái cánh bánh bao nhỏ nữa nha. Đây, bánh bao của mình đã được 6 cánh rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ gấp những cái cánh mà đối xứng lại với nhau. Mình kéo lại rồi mình bóp bột thật là chặt. Đây, cách gói bánh bao này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Nhưng mà mình gói ra cái bánh cực kỳ đẹp luôn á cả nhà. Cái bánh bao đầu tiên của mình đã làm xong rồi nè. Và tiếp tục thì mình lại làm cái bánh bao thứ hai nữa nha. Thank you.
Bánh bao thì mình cũng đã gói xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ ủ thêm khoảng 30 phút nữa cho bột nó nổi lên. Rồi bắt đầu mình sẽ hấp bánh nha. Thì cả nhà xem mình gói bánh theo cách như vậy á, thì cái bánh sau khi làm ra xong rất là đẹp, và các múi bánh cũng rất là đều nữa. Bánh bao sau khi mình ủ thêm khoảng được 30 phút nữa thì bây giờ bánh bao nó đã nổi lên rồi nè. Và cuối cùng thì mình sẽ chấm một ít màu xăm dứa vào trong cái bánh bao để cho cái bánh bao của mình nó được đẹp hơn. Nếu mà cả nhà không có màu xăm dứa thì mình khỏi chấm cũng được. Bánh bao sau khi mình ủ lần thứ ba khoảng được 30 phút nữa thì bây giờ cái bánh nó đã nổi to lên rồi nè. Bề mặt bên ngoài của bánh thì nó rất là láng mịn luôn, và các múi bánh thì rất là đều và rất là đẹp nữa. Và mình sẽ cho bánh bao này vào trong nồi và mình sẽ hấp trong vòng là 15 phút. Và mình đừng có hấp lâu quá nha. Nếu mình hấp lâu quá thì cái bánh của mình nó sẽ chảy xệ xuống và bánh sẽ không còn đẹp nữa. Bánh bao sau khi mình hấp khoảng được 15 phút á thì bây giờ bánh cũng đã chín rồi nè. Wow, cả nhà xem bánh bao nó rất là trắng và nó nở nó rất là to luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy cho cả nhà xem một cái bánh bao nè. Bánh cực kỳ trắng luôn và bề mặt bên ngoài nó rất là láng mịn nữa. Bánh bao thì bây giờ nó còn rất là nóng, để mình lấy ra ngoài cho nó nguội để chút nữa cả nhà xem cho nó dễ nha. Bánh bao thì mình cũng đã lấy ra xong rồi nè. Đây cả nhà xem cái bánh bao của mình sau khi hấp ra xong nó rất là trắng luôn. Và bề mặt bánh bên ngoài nó rất là láng mịn. Đó, cả nhà xem bánh mình bóp như vậy nó rất là mềm mại và rất là xốp luôn á. Các múi bánh thì cũng rất là đều nữa. Với cách pha bột như vậy thì không thua gì ở ngoài chợ bán đâu nha. Bây giờ thì mình sẽ xé cho cả nhà xem cái độ xốp mềm của vỏ bánh nè. Rất là mềm mại và bánh cực kỳ xốp luôn. Vỏ bánh bên ngoài thì nó rất là mềm xốp nè. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cho cả nhà cùng xem bên trong của bánh bao như thế nào nha. Hey, cả nhà xem phần bên trong của bánh bao nè. Trứng cút thì nằm chính giữa bánh luôn. Và nhân thì rất là nhiều màu sắc.
Vỏ bánh bên ngoài thì rất là mềm xốp luôn á cả nhà. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách pha bột mới để làm ra món bánh bao rất là ngon. Bánh bao sau khi mình hấp ra xong thì bánh cực kỳ trắng, vỏ bánh bên ngoài thì rất là láng mịn và bánh rất là mềm xốp luôn. Nhân bánh thì rất là thơm ngon và đậm đà và rất là nhiều màu sắc nữa. Cả nhà xem clip nếu thấy thích cách làm cái món bánh bao nhân thịt của mình thì hãy cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem cho vui. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà thực hiện món bánh bao nhân thịt này thành công nha. Rồi mình xin chào cả nhà.